Anh Lương nói anh Kiệt, chờ anh Kiệt, anh Kiệt khấn nguyện cho tất cả chúng sanh mọi người đều tai qua nạn khỏi luôn nhé. Cảm ơn anh Kiệt. Khấn cũng mấy năm nay chán cũng mớp à, bây giờ thấy mớp không? Nhưng mà một mình á, một cái đuốc thôi. Nếu mà Phật khấn giùm được, Phật xin giùm được á, hồi xưa đâu có chết 800-900 gia đình của Phật. Kiệt chỉ là một trong những cây đuốc. Quý vị là mỗi cây đuốc. Một cái trái đất này nó đen thui, nó vô minh. Nước Việt là một phần đen nữa, nhưng mà nước Việt có Kiệt nói tiếng Việt thì quý vị cũng phải tự khấn, tức là sáng một góc, rồi từ từ nó sẽ sáng tỏa ra hết trái đất, đạo thiên tâm nó mới lan truyền ra hết trái đất, thì lúc đó trái đất mới trở lại thanh bình được. Vì cái mà cái ánh sáng là từ trong cái tầng trường của con người của mình, Kiệt có bảy dòng hào quang là do Kiệt cũng phải có cái tu tập. Quý vị cũng phải đọc kinh, cũng phải tu tập thì quý vị mới ra những cái hào quang sáng. Còn nếu mình không có những cái ngồi thiền, không có đọc kinh, mình sẽ là cái hào quang nó đa số thì thấy á là màu xám. Màu xám mà lúc nào người mình cũng u sầu buồn bã và bệnh tật đau nhức nhối trong người hết. Rồi tới màu đen, rồi tới màu tím ẩm đó. Thì ráng ngồi thiền, ráng đọc kinh.